Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kim Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu với bác một dòng địa hình Check 4300 thuộc thương hiệu của Mỹ. Đây là một phiên bản của series thứ tư của dòng địa hình Check, phiên bản 4300 các bác nhé. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và đây là một chiếc Check mang thương hiệu của Mỹ. Như các bác đã tìm hiểu qua xe đạp thì không lạ với thương hiệu này. Check 4300, series thứ tư của dòng địa hình Check. Em đánh giá chiếc xe này trên 90% để độ mới. Đi cùng với thương hiệu Check thì là tất cả đồ phụ tùng của Bontrager đều nguyên zin nguyên bản theo xe. Vâng, và xe này có chiều cao xe đứng là 41-42, phù các bác từ 1m65 trở xuống. Xe này có size khá thấp của các bác chiều cao khiêm tốn. Yên của Bontrager nguyên bản theo xe. Cặp vành nguyên bản theo xe của Bontrager. Lốp Kenda. Mayer của Shimano. Ghi đông cổ Ford nguyên bản của Bontrager. Phụ tùng của Mỹ. Đây là biểu tượng của Bontrager các bác nhé. Đều nguyên bản theo xe. Đây là bộ vành trước. Xe có thông số lốp là 26 × 1.95 để giảm sóc. Khóa sóc đây. Đây là chiếc Check 4300, có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này. Chiếc Check địa hình. Cọc đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Và đây là bộ lip 24 246, bộ lip 9 tầng của Shimano. Củ đè của Shimano Acera nguyên bản theo xe. Bộ phanh dầu thủy lực. Đĩa còn rất là mới các bạn nhé. Đây bộ phanh sau. Nước sơn phối màu rất là đẹp. Màu xanh. Đây là màu xám này, rất là khỏe xe. Xe có ghi size, em vừa đo size rồi, size 41. Đây là Check Alpha khung aluminum
khung nhôm siêu nhẹ. Thường dòng check, những dòng check này thì bộ khung rất là nhẹ các bác nhé. Bộ khung đều đạt tiêu chuẩn rồi. Và trên đây là ghi năm sản xuất 1976. Đây là logo của check. Một cái tem, tem của châu Âu. Và bây giờ sẽ đi vào đánh giá chuyển động của xe. 9 tầng lip của Shimano lên lip. Xuống lip. Chuyển động rất là tốt các bác nhé. Củ đè của Shimano Acera. Đùi đĩa của Shimano 3 tầng. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt. Gạt đĩa của Shimano Acera. Nguyên bộ chuyển động của Shimano. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe Check 4300 thuộc phân khúc thứ tư của dòng xe địa hình Check. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 7.500.000, miễn phí ship toàn quốc và 1 năm. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943, lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để xem những thông báo về những xe mới nhất về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424, và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.